Bây giờ mình đi khoảng tầm ra tới khoảng tầm 11 giờ đến 11 giờ 30 thì chúng ta sẽ về tới thành phố Huế. Thì gia đình mình sẽ ăn cơm trưa tại thành phố Huế. Ăn cơm trưa xong thì chúng ta sẽ chở các cô bác mình đi mua đặc sản trong vòng 15 phút. Vừa đây là đoạn cầu Rồng nữa bà con. Tại mình đứng ở góc bên này thì mình không quay được. Hoặc là này mình cũng không quay được bà con. Đó thì chúng ta chịu thua thôi. Đây cũng cầu Rồng đây. Nói chung là các nhiều loại lắm, rồi cá riêu. Không quay được bà con ơi. Quay góc bên này vậy. Đây là dòng sông ở Đà Nẵng đây. Nói chung thì sông này nó có cái cầu Rồng á. Nhưng mà mình quay không được. Một vài thuốc ở đây về thì chúng ta ngâm, chúng ta uống để giữ gìn sức khỏe, được sống lâu với con cháu, để mai mốt con cháu nó chúc tuổi hết với gia đình, với mình nhé, các tiêu là con